Nhẫn ngon không? Con ăn đi. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đi quay cái vườn nhãn xuồng cho các bạn xem. Đây là nhãn xuồng cơm vàng ha các bạn. Mùa nhãn năm nay thấp hơn mùa nhãn mấy năm trước các bạn ơi, tại vì năm nay mưa quá nhiều rồi nó bị rụng bông, cho nên trái nó không có dày như mấy năm trước mà trái nó thưa hơn. Trái nó thưa nhưng mà nó to trái ha các bạn. Trái to lắm à. Đây mấy cái nhãn rời nè các bạn. Mấy trái nhãn rời này mình ăn mấy trái nhãn rời này nè, ngon.